Kính chào quý vị và các bạn. Nắng lên, lũ lụt ở Quảng Bình đang rút nhanh. Số nhà bị ngập ở huyện Lệ Thủy đến ngày hôm nay giảm hẳn, chỉ còn bằng 1/10 so với 2 ngày trước. Dự báo tiết trời nắng ráo sẽ còn duy trì sang cả ngày mai, vì thế lũ trên sông Kiến Giang tiếp tục xuống. Bà con hãy khẩn trương dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, môi trường sống, khử trùng nguồn nước để tránh dịch bệnh. Dự báo đến khoảng đêm ngày mai thì miền Trung sẽ có mưa trở lại do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 8. Tuy nhiên, lượng mưa đợt này sẽ ngắn ngày, dự kiến là đến khoảng thứ 2 tuần sau, tức là ngày 26 tháng 10, và cường độ cũng không lớn. Với khu vực từ Nghệ An cho tới Thừa Thiên Huế, lượng mưa phổ biến từ 50 cho tới 150mm. Bởi theo dự báo, cơn bão số 8 có khả năng suy yếu nhanh trước khi ảnh hưởng tới đất liền miền Trung. Đến chiều ngày hôm nay thì bão còn mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 15. Thì đến chiều ngày Chủ nhật, khi mà đi vào vùng biển các tỉnh từ Hà Tĩnh cho tới Quảng Trị thì sẽ giảm cường độ xuống còn cấp 8, giật cấp 10. Sau có thể suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đối với khu vực Tây Nguyên, dự báo chiều mai mưa nhỏ chỉ xảy ra ở một vài nơi, đa phần là nắng ráo. Nhiệt độ ở các thành phố ở đây sẽ không vượt quá 30 độ, chỉ riêng Đà Lạt thấp hơn 23 độ. Chuyển sang thời tiết biển, cảnh báo vùng nguy hiểm do bão số 8 gây ra trong 24 giờ tới sẽ là vị tuyến 15 đến 20 độ Bắc và phía đông kinh tuyến 108,5 cho tới 117,5 độ Đông. Với huyện đảo Hoàng Sa, cảnh báo có gió mạnh cấp 10 đến cấp 12, vùng gần tâm bão đi qua là mạnh cấp 13, giật cấp 15, biển động dữ dội. Với huyện đảo Trường Sa thì đề phòng mưa dông, kèm theo đó là lốc xoáy, gió rất mạnh. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo chi tiết cho các thành phố Trung Bộ vào ngày mai.